những lời chúc dạt dào yêu thương, những cánh én mang tín hiệu yên vui, bầu trời xanh trong. Anh Tuất, cảm ơn anh vì đã an ủi em. Có gì đâu. Thì về đi. Để anh đưa em về nhé. Ui, sao đấy? Em có sao không? Em có sao? Ôi dồi ôi, trẹo chân đến nay mà bảo không sao. Đau lắm à? Em không sao thật mà. Để anh xem lại cho. Ngày xưa anh có đi học lỏm được mấy bài thuốc của thầy lang Trung Trần ấy, chuyên về trị xương khớp. Nhìn qua là anh biết rồi, chân của em chỉ bị bong gân thôi. Tí nữa anh về hái một ít lá nắng ấy, hơ xong đắp cho em. Chỉ mai là em khỏi rồi nhé. Vâng ạ. Bây giờ lên đây anh cõng mày. Thôi em tự đi được ạ. Lên đi không phải ngại. Hồi bé em, anh cõng em suốt gì nha. Lên đi. Cẩn thận nhá. Đêm nửa hôm đòi đi ăn khoai nướng vỉa hè. Nó thì có cái gì ngon? Vỏ thì đen, để chết đi được. Nó ngon là bởi vì nó ngon. Em lớn lên cũng nhờ những củ khoai lang ở đấy. Này, ăn đi. Hay là chê bẩn? Này nhá, không ăn chia tay đấy. Ăn. Dậu ý.
ăn sống như thế thôi. Ừ, ngon cực. Hồi bé em còn ăn thế mà. Ăn thử miếng đi. Thử miếng. Ngon. Đây. Giòn, ngọt thật này. Em đã bảo mà. Ngon đấy. Em đã bảo ngon mà Lị. Củ này ngon hơn củ của anh. Thế á? Quay nóng này ăn ngon lắm anh ạ. Nào em món nào. Nóng. Nóng mới cứng. Đây để em bóc cho. Bán em mấy củ khoai lang. Mà chưa chín đấy ạ. Dạ. Củ nào còn sống càng tốt. Đợi chị một tí. Anh Tuất ơi, thôi về đến nhà em rồi. Thả em xuống đi, con bố em lại. Cứ yên tâm, ngồi im ở trên lưng anh ấy. Ôi, làm sao thế này? Thường bị trẹo chân. Ôi, ông ơi, ông nó đâu rồi? Trời ơi. Đau không con? Có chuyện gì thế? Ôi trời ơi. Hường bị trẹo chân. Cháu phải cõng để đưa về đây. Nhưng mà ba không phải lo đâu ạ. Hường chỉ bị nhẹ thôi. Để cháu chạy ra vườn hái lá nắng, xong rồi vào hư rồi đắp chân thôi Hường ạ. Làm ngay đi. Vâng. Có đau không hả con? Nào mà để trẹo chân thế hả con? À, thì không may thôi mà mẹ. Này, tao thấy trong cái rủi lại có cái may đấy. À, may rủi cái gì ạ? Tao thấy cái thằng Tuất nó yêu thương mày nhiều lắm đấy. Bố, anh Tuất thì lúc nào cũng đối xử tốt với con như thế mà. Ở cái nhà này công to việc lớn gì, nó đều giúp đỡ nhiệt tình, vô tư, không tính toán gì cả. Cho nên tao tính là... Kìa bố! Nó hơn chán vạn cái thằng kia ấy chứ Lị. Mày lấy nó là hợp lý nhất. Vừa gần bên nội lại vừa gần bên ngoại. Thuận đủ đường. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Tao nói mày nghe nhé. Mày đi chơi với thằng Tuất, nó còn tập tuệ biết vài bài thuốc. Chứ mày hỏi đi chơi với thằng kia, có ngã gãy cổ ra, nó cũng bỏ của chạy lấy người ấy chứ Lị. Ủa, sao bố lại nói thế ạ? Không đúng ạ. Lá hư xong rồi đây ạ. Để anh chườm cho em nhé. Chịu khó đi. Em bị nóng à? Chịu khó thế nhá. Cái lá này nó tốt lắm. Chườm xong, sáng mai em lại chạy nhảy bình thường ngay. À... Thank you.
anh có đồng ý ở bên cạnh em cả đời không? Ngó lên trong trời màu hồng, rằng người phía sau lùa rêu cười. Nhìn thẳng vào đây, anh Minh. Không, kinh lắm. Trời ơi, mở to mắt ra, nhìn vào đây. Kinh lắm. Em nói cho anh biết nhá, ở trên đời này còn rất nhiều thứ đáng sợ hơn. Có mỗi con rắn bé tí như này mà anh đã sợ, làm sao mà anh bảo vệ em được suốt cuộc đời đây? Nào, bây giờ mình phải nhìn thẳng vào nỗi sợ, đối diện với nó. Nào. Anh đang nhìn đây. Đấy. Vượt qua nỗi sợ, đến gần với thành công. Nào. Nào. Nào thế. Rồi. Sợ. Thế chú đã về nhà cái Hường chưa? Hay vẫn ở trên này? Chưa anh ạ. Có chuyện gì đấy? Chú bình tĩnh nghe anh nói nhá. Anh vừa có thông tin là Hường chuẩn bị lấy cậu nhà quê rồi đấy. Cái gì cơ? Hường lấy thằng Tuấn á? Anh đùa em đấy à? Chú đã bao giờ thấy anh đùa chú chưa? Hả? Bây giờ chú không về ngay ấy, là sôi hỏng bỏng không, là đứng nhìn vợ mình làm dâu nhà người khác đấy. Về mà xin lỗi cô ấy đi nhá. Ơ nhưng mà không lẽ lão Việt đấy lại nói đúng à? Các cụ đã có câu rồi, nhất cự ly nhì tốc độ, thằng đấy lại còn có lợi thế gần nhà mà lại được lòng ông già nữa. Không được, không thể để Hường rơi vào thành Tuất này được. Em có làm sao không? Ngồi tạm xuống đây nào. Anh đã bảo rồi, có việc gì cứ để anh giúp. Sao này? Em không sao đâu ạ, em tự làm được ạ. Chân em thì bị nhẹ thôi, nhưng mà phải nghỉ hẳn 2-3 ngày để cho nó khỏi hẳn đã chứ. Anh xem nào.
tay kia. À, tới đây. Mày đụng chạm gì vào nghiêng tao đấy. Hả? Ê, đau ở đâu à? Này, bỏ cái tay ra. Mày vẫn còn vác mặt được về đây. Bỏ ra. Đây, tao cấm mày được chạm vào vợ sắp cưới của tao nhé. Không tao đấm mày vỡ mồm ấy. Này, mày vừa bảo cái gì cơ? Gì? Ai là vợ sắp cưới của mày? Đừng có mạng nói hàm hồ nhá. Bỏ cái tay xuống. Tao xin tự giới thiệu nhá. Đây là vợ sắp cưới của tao nhá. Mày cứ liệu hồn ấy nhá. Tao đấm mày vỡ mặt luôn. Anh Tuấn, anh nói cái gì đấy? Nói cái sự với anh trước mà. Anh đi về đi. Nhưng mà... Rồi rồi, anh về. Mày cười không? Bố mày chờ mày ngoài cổng. Mày đi nhìn không? Em đau ở đâu à? Để anh xem nhé. Cả anh nữa. Anh cũng đi về đi. Anh biết là anh sai rồi. Anh đã chót hỗn hào với bố em. Như thế là không được. Cho anh xin lỗi nhá. Em, anh thề sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Anh thề đấy. Qua cho anh rồi nhá. Lúc này mà anh còn đùa được ạ? Anh có gây lỗi với em đâu. Người anh cần xin lỗi là bố em ấy kìa. Anh biết rồi. Lát nữa anh sẽ xin lỗi bố cho bằng được nhá. Chào bác ạ. Cậu là ai nhỉ? Dạ thưa bác, cháu là Minh. Hôm nay cháu về đây là muốn xin lỗi hai bác, xin lỗi Hường vì sự hỗn hào của cháu. Mong hai bác bỏ qua cho cháu ạ. Nhà tôi không phải là cái chợ. Mà thích đến thì đến, mà thích đi thì đi nhá. Cái Hường nhà tôi nó đã có người dạm hỏi rồi. Cậu về ngay đi. Bố. Vào trong nhà. Nhưng mà... Không nhưng gì cả. Tao bảo vào là vào. Nhanh. Cháu xin lỗi bác ạ. Cậu muốn gì ở cái người nhà quê ăn uống thô tục này hả? Dạ thưa bác, cháu muốn hai bác bỏ qua cho sự hỗn hào của cháu. Dạ, hai bác bảo gì cháu cũng làm được ạ. Không có người cài, lãng phí quá. Ôi giời ơi. Đi đâu? Dạ. Bỏ xuống.
Vào trong buồng. Là nó thuộc về lão gia ngay. Anh nói là thế nào? Dạ, thì cả làng cả tổng này ai mà chẳng biết. Huyện quan thì là cháu ruột của lão gia, còn xã trưởng là em ruột của lão gia. Ôi dồi, lý trưởng thì một tay lão gia dựng lên. Biết là vậy. Nhưng ông ơi, làm việc gì cần ông ơi hơn chứ. Theo tôi ấy thì ông nên để cậu ấy vào trong nhà, mình nói chuyện cho nó đàng hoàng rồi để cho cậu ấy về. Chứ ai lại để cậu ấy quỳ ngoài kia, tôi thấy tội lắm ông ạ. Kệ xác đó, nó làm nó chịu, tôi có bắt nó phải quỳ ở ngoài đấy như thế đâu. Úi trời ơi, cái ông Mãnh này. Buồn cười quá. Cậu đứng lên đi, đừng tự hạnh hạ mình như thế. Cho dù cậu có làm bất cứ điều gì, ông ấy cũng không bao giờ thay đổi đâu. Không ạ, cháu sẽ quỳ ở đây đến khi nào hai bác bỏ qua mới thôi. Đêm hôm cậu vào nhà tôi làm gì? Dạ, chính bác bảo với cháu là canh ba vào gặp bác mà. Tôi nói thế bao giờ? Dạ, bác không nói, nhưng bác ra ký hiệu ạ. Ký hiệu gì? Bác lắc đầu ba cái, rồi chỉ tay. Chỉ tay lên trời, sau đấy tay còn lại gãi nách ba cái. Ý chỉ là canh ba vào gặp bác. Mà canh ba là từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. Cháu chờ đúng 1 giờ sáng cháu vào gặp bác đấy ạ. Tôi ngứa thì tôi gãi, thế tôi ra hiệu với cậu bao giờ? Chỉ được cái suy diễn linh tinh thôi. Thôi được rồi, đêm khuya rồi đấy, lên giường ngủ đi. Bác ơi, bác bỏ qua cho cháu bác nhá. Dạ. Mà này. Dạ.
tôi dặn cậu nhé. Vâng. Ngủ cho nó nghiêm chỉnh, không là tôi tống ra chuồng chó đấy nhá. Nhớ chưa? Dạ vâng, sẽ không có chuyện đấy đâu ạ. Chúc bác ngủ ngon. Đi chơi về rồi đấy hả con? Bố, mẹ. Vào nhà đi. Bác nói chuyện với cháu ạ. Chứ còn ai nữa. Đi chơi về chắc là khát nước lắm hả? Bà. Dạ. Đi pha cho con một cốc nước mát nhé. Lên nhà đi. Bác mang nước mát lên ngay nhá. Dạ. Sao anh tưởng là bố em ghét anh lắm cơ mà? Em cũng không biết nữa. Thôi, cứ vào nhà xem thế nào đã. Đi. Mời con ăn hồng. Hồng là của nhà đấy con ạ. À. Cứ thoải mái đi nhá. Đây, 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 đây. Nước mát đây. Con uống đi. Cứ tự nhiên như nhà mình ấy nhá. Dạ. Dạ. Cháu cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. Ôi giời. Ơ kìa. Sao giờ này vẫn còn bác là thế nào? Thật chứ, cái giờ này còn bác cháu cháu cái gì nữa nghe nó cứ làm sao bà nhỉ? Dạ, bố, mẹ ạ. Ê, cái thằng này thông minh mà. Nói một cái nó hiểu ngay. Con chúng ta mà lại. Này mình này, nhìn nói là biết ngay là hợp với gia đình nhà chúng ta rồi nhá. Con ơi. Dạ. Ta tuyên bố chính thức từ giờ phút này, con sẽ là con. Con rể của bố mẹ ạ. Không. Là con đẻ của bố mẹ đây. Thế có nghĩa là con chính thức được lấy Hương làm vợ rồi đúng không ạ? Láo nào. Là con đẻ của bố mẹ đây. Đúng rồi. Hiểu chưa? Anh trai thì làm sao mà lấy được em gái? Như thế người ta gọi là loạn luân đấy nhá. Nhưng mà... Không có nhưng nhịn gì cả. Con đã tự nguyện gọi ta là bố mẹ. Không được phép hối hận, không được phép rút lại lời nói của mình. Hiểu chưa? Dạ, không, không thể như thế được ạ. Túm lại là như thế này. Hôm nay nhà ta có việc. Bạn trai của em Hường xuống thăm. Thế nên con về thành phố đi. Khi nào có dịp, bố mẹ sẽ giới thiệu bạn gái cho con. Nhưng mà... Không có nhưng nhịn gì cả. Khi nào bố mẹ dẫn đi được thì bố mẹ sẽ bảo em nó gọi điện cho con. Còn bây giờ về đi. Nhưng thưa hai bác. Bác bác gì? Giờ này có bác với bác cái gì? Đi về đi. Về thành phố đi nhá. Nhưng mà bác ơi, cháu xin phép rút lại lời nói vừa rồi của mình. Ra về đi. Trời. Cậu làm cái gì thế à? Cháu xin lỗi bác ạ. Cháu ngủ ngay, cháu không biết gì. Lỗi gì? Ra chỗ cho ngủ ngay. Thôi ạ, cháu xin lỗi bác ạ. Sẽ không lặp lại nữa đâu ạ. Cháu xin lỗi bác ạ. Rồi ạ. Sao tôi lại khổ thế này không biết. Ngủ đi. Ôi. Cô nỡ. Thank you.
Cháu không đi. Không, cháu không đi ạ. Cháu không đi ạ. Cháu không đi ạ. Cháu ở đây ạ. Vâng ạ. Cháu. Sao được cái chị đi? Bỏ ra, bỏ ra. Ra. Xin lỗi bác, cháu không cố ý ạ. Uống hớp nước cho nó ấm bụng. Cháu cảm ơn ạ. Ai chà. Mà này, cậu đừng có vội mừng nhá. Tôi chưa bỏ qua cho cậu những cái chuyện vừa xảy ra đâu. Báo cáo bác, cháu biết là bác không thể nào bỏ qua ngay cho cháu được. Nhưng cháu chỉ xin bác cho cháu thêm một cơ hội để tìm hiểu Hường ạ. Cháu không thể nào để mất Hường được. Cháu xin bác ạ. Cậu thì làm được cái gì cơ chứ? Hả? Thưa bác, chuyện gì cháu cũng có thể làm được, kể cả nhảy vào lửa. Cháu chỉ xin bác cho cháu thêm một cơ hội ạ. Nói như thánh tướng ấy nhỉ. Tôi không bắt cậu nhảy vào lửa. À mà này. Đúng rồi. Cậu có giỏi thì bắt con rán về đây cho tôi xem nào. Con rán nhỉ? Đúng. Con rán. Cháu làm được ạ. Thưa bác, cháu đã bắt được con rán rồi ạ. Cái đúng là con rán. Đúng là con rán mà. Con sống hay là chết? Vẫn sống nhăn ạ. Được. Bắt rán thì quá đơn giản hả? Thế có biết bắt con cá ở dưới ao không? Con cá ạ? Ừ. Cháu cũng làm được.
Anh đi bắt cá cho bố em. Ui. Gì? Nó làm sao? Anh ấy có biết bơi đâu à? Ôi trời, chết rồi. Bác Truyền ơi. Ôi chết rồi. Tôi. Dạ. Cứu người. Anh Minh ơi. Anh Minh ơi. Bố mẹ ơi, anh lên. Ôi trời. Tôi chết rồi, làm thế nào? Kêu. Minh ơi. Ôi trời. Bà vào đây. Anh ơi, anh ơi, bà vào đây. Anh ơi, bà vào đây. Bà vào đây. Kia to. Giúp con. Rồi, đi lên. Con. Anh ơi. Cái gì cày mà nặng thế? Anh ơi, xong rồi. No nước chưa? Cháu xin lỗi bác. Cháu chưa bắt được cá cho bác rồi ạ. Tuấn. Dạ. Lên thay quần áo. Chưa ở lại ăn cơm với bác. Vâng ạ. Dạ. Thôi, nhanh vào trong nhà đi, không lại ốm. Dạ vâng. Anh có sao không? Anh không sao. Anh xin lỗi. Anh không bắt được cá cho bố em rồi. Anh đúng là đồ ngốc. Dại thế. Tha lỗi cho anh nhá. Thôi, bây giờ đi vào nhà thay quần áo không ốm nhá. Đi nào. Ôi. Đi. Nhanh lên. Lần sau anh đừng có liều như thế nhá. Đã không biết bơi rồi còn gáy. Vì yêu em ấy, làm gì anh cũng làm được hết. Thôi đi, đừng có đùa. Anh mà có việc gì, nhà em hối hận không kịp đâu. Nhưng mà anh có xảy ra vấn đề gì đâu. Với lại anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với bố em rồi đấy thôi. Vâng, bây giờ anh có thể làm tất cả mọi việc để hài lòng bố mẹ em. Tất nhiên rồi. Đấy là nhiệm vụ khó khăn mà anh phải vượt qua mà. Quyết tâm. Thôi, lau nốt đi, xong rồi xuống phụ bếp với em nhá. Năm nay nhà mình được mùa nhưng mất giá. Thương lái họ ép giá lắm ông ạ. Tôi tính phơi khô làm phân bón ruộng vườn thôi. Đấy, cứ được mùa thì lại rớt giá. Đúng là cái loại đục nước béo cỏ. Đã thế nhá, dạ. Không bán nữa. Đúng. Làm theo lời bà, có khi lại hơn đấy. Đúng thế, chứ bán nhá, chả đủ tiền mua phân mua giống. Chưa nói đến công chăm sóc ông ạ. Cho hai bác. Dạ, hai bác cho cháu xin phép tham gia một tí được không ạ? Cháu nghĩ là không nên phơi khô rồi làm phân bón đâu ạ.
toàn nông sản sạch như thế này. Cháu có quen anh bạn làm bên xuất nhập khẩu nông sản, hay là để cháu bán giúp hai bác ạ? Cậu mà cũng quen bên xuất nhập khẩu nông sản cơ đấy. Dạ, nông sản nhà mình có thể xuất sang thị trường châu Mỹ và châu Âu hai bác ạ. Chỉ cần là đảm bảo kiểm định và không có dư lượng thuốc trừ sâu là được ạ. Nhà tôi trồng nông sản theo tiêu chuẩn sạch, làm gì có dư lượng thuốc trừ sâu. Thế thì tốt quá rồi ạ. Hoàn toàn phù hợp với thị trường EU, nơi mà tần suất kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu là rất lớn ạ. Tốt quá. Cậu nói cứ như là kỹ sư nông nghiệp ở trên TV ý nhỉ. Này, nghe cậu nói có vẻ am hiểu về nông nghiệp ra phết đấy. Dạ, cháu không dám nhận ạ. Chẳng qua là cháu hay đi cùng với cả mấy anh bạn làm xuất nhập khẩu, nên là cũng có biết chút ít ạ. Ôi thế à? Thế thì cháu điện thoại sang bên công ty xuất nhập khẩu nhờ mấy anh bạn của cháu giúp hai bác có được không? Cái này thì hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của cháu rồi. Thế thì tốt quá. Vào trong nhà đi. Dạ vâng ạ. Cảm ơn cháu. Như thế là tốt rồi. Vâng, tốt. Bác. Toàn thế à? Dạ. Hai bác có chuyện gì vui đấy? Giờ bác mới phát hiện ra dạ. là nhà bác có người làm bên ngoại giao. Ủa. Nông sản nhà bác nhá, tới đây sẽ xuất khẩu sang thị trường EU và châu Mỹ đấy. Ui, xin đây bác. Ai ai đấy ạ? Bác cứ nói qua. Thôi, cả nhà vào ăn cơm nhá. Đi vào cháu, đi. Đừng có vinh váo, chó ngáp phải ruồi thôi nhá. Chất cho mình. Từng tia nắng bình yên rạng ngời, bát ngát gió xuân về, từng chồi non lộc biếc sinh sôi, ánh mắt trao cho nhau, nụ cười xuân ngập tràn phố phường, nghe xôn xao những lời chúc dạt dào yêu thương, những cây én mang tín hiệu yên vui, bầu trời xanh trong. Chân yêu thương và tình yêu xóa tan mọi ưu phiền. Mùa xuân đã đến, ấm áp tình mình trao nhau. Cầm tay em nhé, bước tới bên đó bình yên. Tựa vào em nhé, ta nguyện suốt đời bên nhau. Tình yêu chan chứa, ta cùng đón xuân trong.